Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, nút đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình nãy góp claim 220 token có ký hiệu là EE từ sàn EZ Swap các bạn. Đây là token của sàn. Thì chương trình nãy góp này, sau khi các bạn claim thì token này nó sẽ list trên sàn Binance Swap vào ngày 27 tháng 7 với giá là một token EE khoảng 0.12 cho đến 0.4 đô cho một token nha các bạn. Đây là một kèo khá là tiềm năng nha các bạn. Thì để claim được con này thì các bạn cần copy phần link mô tả dưới video của mình, các bạn mở địa chỉ chocolate mình ra nha các bạn. Thì yêu cầu các bạn cần phải có một chút phí mạng BDB nè các bạn. Rồi các bạn vào một đáp nè, các bạn dán cái link dưới phần link mô tả dưới video mình nha các bạn, các bạn bấm gỡ nè. Đây thì dự án này các bạn có thể check nha các bạn. Sau khi vào thì các bạn nhớ chọn mạng Binance Smart Chain chỗ này nè các bạn. Rồi khi vào thì các bạn có thể mua VSL min tối đa là 0.01, max là 10 BNB nha các bạn. Thì mình hướng dẫn các bạn claim Bree nha các bạn. Thì các bạn có thể mua VSL nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào claim Airdrop nè. Bấm kết nối nè. Sao nó không hiện gì tương tự. Sau khi các bạn bấm claim thì nó ra hiện thế này, thì các bạn cần phải tốn phí mạng là 0.00056 BNB của khoảng 0.17 USDT, các bạn bấm chấp thuận. Rồi các bạn chờ một chút xíu nữa các bạn. Chờ nó xác nhận blockchain chút các bạn. Đây. Các bạn chờ xíu nữa các bạn. Ok, mình đã về được 220 token EasyWap rồi bạn. Tổng cung con này rất là thấp các bạn. Các bạn hiện tại có 11.135 holder các bạn. Các bạn claim nhanh các bạn để. Rồi, đến end nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba gan cùng, các bạn dán con chắc của nó vào nè các bạn. Các bạn mở gan nha các bạn. Thì các bạn sẽ thấy được 220 token có cái hiệu là EE nè các bạn. Thì vào ngày 27 tháng 7 nó sẽ list sàn EZSwap, list sàn EZSwap hoặc là sàn Binance Swap nha các bạn. Sau này mình sẽ cập nhật lại dự án này cho các bạn sau. Vậy video này em kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.